Trời chưa đưa vô nặng mắt cũng mụn rồi. Không tiếc rồi, cũng được rồi. Chị nó tháo cái là súng súng gội đầu luôn, hai mẹ con gội đầu luôn. Nó hình như gội thường á, như ba hai mẹ con gội thường. Kim chịu đau không được à? Em lấy mấy cục màu ái thôi. Để nuôi mụn bữa sau qua chứ. Cái tiền của chị nó nằm ở tốt trong hẻm luôn á. Trong hẻm trong hốc nữa. Hẻm xong rồi nó hốc nữa. Kiểu phải khó tìm mới chịu. Nhà văn hóa mà bán có không ta? Nhưng mà chắc không. Rồi, nếu mà như chỗ em á, người ta kiếm ổ đất, người ta chỉ rời đến thì cái nó đất to dữ. Ở chị mình nói là đúng đẹp đẹp luôn này, nhưng mà cũng khó. Chỗ này ví dụ bán cũng không, mua không nổi. Ngay là ba nhưng mà cái nến có cái am, trong nhà văn hóa nên có cái am. Giờ không để ý luôn nữa. Chị quay một lần rồi. Nhìn thấy đã lắm. Má không nữa.
nội nhà hắn chắc ngã u đâm ra. Chắc bị mình làm thịt rồi. Em đốt rồi. Ủa nó không cho bé xuống, nó vừa gọi vừa ái. Bé không cần bôi được mà, sao đâu xuống cho đỡ, vô nó rửa luôn. Nó cần chứ, nó không bôi đâu. Nhưng mà xí nhớ dặn bé mua cái bình kem về bôi cho nó đỡ thâm. Chị của chị hả? À mụn chị bình thường. Tưởng mà chị nói chị. Nó là cái chị. Máu thật là không bị hèn. Ông phục vụ đã mà cái bữa mà em làm mỗi mỗi rồi kìa. À, cô mà cái mà chị nói là lúc mà đông 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 ấy. Cho ông nghỉ xíu qua lại, chị nặng lưng xong cái lưng đồ ngực rồi cái em nặng mặt á chị. Không, cô phát được chị đâu. Cô mà bữa em làm về em bị muộn nhất á. À, hiệu quái hả? Ừ. Tôi chị không biết luôn á. Lấy mà lấy phê luôn á chị, muốn không muốn thả luôn mà. Nhiều quá thì sao lấy cho chị lấy nổi. Bữa lấy thì cũng rất là chị, không có sống được. Lấy mà kiểu cái hút á chị kìa, có mũi lên đẹp rồi. Chắc chưa, chứ chị chưa thấy ai mụn. Nên nhiều khi sướng tập đầu, tập sau là thấy rồi. Không, nhiều, em lấy mình thấy còn nhiều cơ. Chứ phải là dặn lấy hết rồi đâu. Thôi được rồi, chán rồi.